30 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 45 ca dương tính với SARS-CoV-2. Vượt 100.000 ca mắc COVID-19, Bình Dương triển khai phương án ứng phó với 150.000 ca. Khẩn, từ 30 tháng 8, shipper chỉ được hoạt động trong phạm vi một quận. Đồng Nai, test nhanh hơn 1,3 triệu lượt, hơn 2.500 mẫu dương tính. Bệnh viện giã chiến hiện đại nhất Hà Nội sắp đi vào ngày hoạt động. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh youtube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin liên tục cập nhật, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến an ninh trật tự và tình hình dịch COVID-19 trên cả nước. Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, hãy cùng chúng tôi đến với tin tức đầu tiên. Sở Y tế Hà Nội cho biết, Số ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận từ 6 giờ đến 12 giờ ngày 30 tháng 8 là 45 ca. Số ca này đều được phát hiện tại khu cách ly. 45 ca nhiễm COVID-19 tại Hà Nội trưa nay phân bố theo quận huyện: Thanh Xuân 32 ca, Hai Bà Trưng 7 ca, Đông Anh 3 ca, Hoàng Mai 1 ca, Đống Đa 1 ca và Hoài Đức 1 ca. Có 44 ca thuộc chùm ho sốt cộng đồng, 1 ca thuộc chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh. Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 44 ca. 1 2 NPT, nam sinh năm 1994, NTH, nữ sinh năm 1992, ở Kim Trung Đông Anh, là F1 của bệnh nhân NMP, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung tại Đông Anh, ngày 30 tháng 8, có kết quả xét nghiệm dương tính. 3. DGH, nữ sinh năm 2015, ở Nguyễn Khê, là F1, con của bệnh nhân LTH, bệnh nhân là trẻ nhỏ, đã được cách ly. Ngày 29 tháng 8, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 4. PNP, nữ sinh năm 1966 ở Văn Trường Đống Đa là F1 của bệnh nhân NTV được cách ly từ ngày 19 tháng 8 và xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 29 tháng 8, bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính. 5 đến 7, KAT, nam, sinh năm 1968, NXH, nam, sinh năm 1951, NTKD, nữ, sinh năm 1942 ở Minh Khai Hai Bà Trưng. 8 đến 11, DTL, nữ sinh năm 1958, NNT, nam sinh năm 1960, NTL, nữ sinh năm 1989, NHL, nam sinh năm 1988, ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. 12. VTP, nữ sinh năm 1993, ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 của bệnh nhân MDT, ngày 29 tháng 8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. 13 đến 44, NTHD, nữ sinh năm 1977,

sinh năm 1947, TAT nam sinh năm 1997, VMK nam sinh năm 2017, VMH nam sinh năm 1987, NTQ nữ sinh năm 1974, địa chỉ tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Chúng các bệnh liên quan thành phố Hồ Chí Minh, NTV nam sinh năm 1989 ở Giáp Bát Hoàng Mai là F1 của bệnh nhân NVH được cách ly tập trung từ ngày 26 tháng 8 và xét nghiệm 3 lần âm tính Ngày 9 tháng 8, xuất hiện đau đầu, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính. Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 là 3.159 ca. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.539 ca. Số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.620 ca. Ngày 29 tháng 9, Bình Dương ghi nhận thêm 5.414 ca mắc COVID-19. Trong đó, số ca sàng lọc ngoài cộng đồng giảm còn 648 ca, còn lại được phát hiện ở trong khu phong tỏa cách ly. Cũng trong ngày, Bình Dương có 1.590 bệnh nhân khỏi bệnh và được xuất viện về nhà, 31 người tử vong. Như vậy, tính từ đợt dịch lần thứ tư đến nay, Bình Dương ghi nhận 104.208 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 50% đã xuất viện, 819 người tử vong. Số ca mắc COVID-19 tăng nhanh, làm cho mục tiêu đưa Bình Dương trở lại trạng thái bình thường mới vào đầu tháng 9 của tỉnh này không thành công. Hiện Bình Dương đã triển khai phương án ứng phó với 150.000 ca mắc COVID-19 lãnh đạo tỉnh đã thống nhất sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đến ngày 15 tháng 9. Các địa phương trong tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng cường kiểm tra công tác dập dịch từ xã xuống khu phố, ấp, đặc biệt là tại các vùng đỏ để chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót. Khai thác tối đa phương tiện vận chuyển, huy động các loại xe tải trọng lớn để chuyển nhanh hàng hóa đến người dân khu vực đang áp dụng biện pháp đông cứng khóa chặt. Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cũng chỉ đạo trong quá trình xét nghiệm diện rộng có kết quả test nhanh dương tính phải đưa ngay đến khu cách ly tạm thời không chờ kết quả khẳng định PCR để bóc tách F0 khỏi cộng đồng, tiếp tục phát huy kết quả điều trị để nâng tầng phân tầng điều trị bệnh nhân COVID-19 ở các bệnh viện. Các doanh nghiệp đang duy trì sản xuất, phải đảm bảo công tác phòng chống dịch. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương giải quyết chính sách hỗ trợ cho người dân, công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tối 29 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành văn bản khẩn về việc lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép lực lượng shipper theo danh sách của Sở Công Thương được lưu thông ra đường trong phạm vi một quận, huyện, thành phố Thủ Đức trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Điều kiện để hoạt động ở 8 quận vùng đỏ là các shipper đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và thực hiện kiểm tra nhanh âm tính với COVID-19 một ngày một lần theo mẫu gộp 3 người. Thời gian xét nghiệm hàng ngày vào lúc 5 giờ đến 6 giờ sáng do lực lượng quân y thực hiện tại trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố. Đối với những người giao hàng hoạt động ở 14 quận huyện còn lại, phải được tiêm ngừa ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19 và thực hiện xét nghiệm nhanh âm tính với COVID-19, thực hiện xét nghiệm nhanh 2 ngày một lần theo mẫu gộp 3 người do lực lượng quân y thực hiện tại các trạm y tế lưu động của 312 phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố cho đến hết thời gian ngày 6 tháng 9. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng thống nhất ra công an thành phố Hồ Chí Minh cấp bổ sung cho sở công thương khoảng 20.000 giấy đi đường cho nhân viên hệ thống bán lẻ để bổ sung lực lượng chuẩn bị đơn hàng và thực hiện các gói combo bảo đảm phục vụ kịp thời nhu cầu của người dân. Thời gian thực hiện các nội dung trên từ ngày 30 tháng 8 cho đến khi có thông báo mới. Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải nội dung văn bản khẩn số 2925 UBNZDT Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình ký. Chiều 29 tháng 8, mạng xã hội lan truyền một clip hơn 2 phút về người đàn ông lớn tiếng ồn ào tại một siêu thị mini, tự xưng là Ban chỉ đạo quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh để gây áp lực với nhân viên siêu thị. Đoạn clip mô tả người đàn ông chửi bới lớn tiếng với nhân viên siêu thị và nói cho công an xuống gặp ông sau đó người đàn ông này dỡ dây răng để bước vào siêu thị bảo vệ siêu thị khuyên không được lớn tiếng thì người đàn ông này vẫn nói tôi không cho công an xuống bảo vệ nói rõ không được ai vào trong do siêu thị chỉ hỗ trợ bán gom đơn chung và bàn giao cho chính quyền sở tại nhưng người đàn ông vẫn bước vào la lối sau khi truy hỏi bảo vệ người này kêu người phụ nữ đi cùng lấy điện thoại để gọi công an quận 7 dù cô này cố gắng níu kéo khuyên can Người đàn ông liên tục vung tay la lối, nhân viên bảo vệ nhắc không gọi thằng trong lúc lớn tiếng, người này liền sưng ở ban chỉ đạo quận 7, quản lý địa bàn này nè, rồi đòi kiểm tra giấy tờ của bảo vệ. Chưa dừng lại, người đàn ông còn mở khẩu trang ở nơi đông người, thách thức bảo vệ chụp hình. Đoạn clip được chia sẻ nhanh chóng và có nhiều ý kiến bình luận chỉ trích nhắm vào người đàn ông. Bước đầu xác định, đoạn clip nói trên xảy ra tại siêu thị Aeon City Mart ở đường Tôn Dật Tiên, quận 7 trong chiều 29 tháng 8. Nguồn tin cho hay, công an quận 7 đã vào cuộc xác minh nội dung clip truy tìm người đàn ông nói trên để làm rõ xử lý. Theo công an quận 7, ngay sau khi xảy ra vụ việc, siêu thị không trình báo mà trong buổi chiều khi mạng xã hội lan truyền đoạn clip thì công an quận mới nắm được và khẩn trương vào cuộc. Trong tối cùng ngày, công an đã xác định được người đàn ông trong clip đang lan truyền trên mạng xã hội và tiến hành mời làm việc. Bước đầu xác định, người đàn ông này không nằm trong ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của quận 7. Còn theo một nguồn tin cho hay, người đàn ông trong clip là HHN, sinh năm 1980, cư ngụ tại Sky Garden 13, phường Tân Phong, quận 7. Ông này hiện là phó tổng giám đốc của một công ty bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Tối 29 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thanh Ngọc đã có văn bản tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thêm 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Tùy theo tình hình diễn biến dịch bệnh, tỉnh sẽ xem xét cân nhắc điều chỉnh thời gian cho phù hợp. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, trong thời gian giãn cách xã hội vừa qua, dịch bệnh cơ bản được kiềm chế, F0 cho cộng đồng có xu hướng giảm. Tuy nhiên qua tổng xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 1 và đợt 2, cho thấy tình hình dịch bệnh, nhất là tại các khu vực có nguy cơ cao vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều ca nhiễm chưa được phát hiện, bóc tách triệt để ra khỏi cộng đồng. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh yêu cầu người dân ai ở đâu ở đó để khống chế triệt để cắt đứt nguồn lây nhiễm, trừ trường hợp cấp thiết, cấp cứu, khám bệnh, mua thuốc trị bệnh, mua lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, gia đình có tang chế hỏa hoạn. Đối với người dân trong khu vực đang bị phong tỏa, cách ly thì tuyệt đối không ra khỏi nhà trừ trường hợp khẩn cấp. Các trường hợp cấp thiết khác như mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, người dân đề nghị chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng trợ giúp. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục cấp giấy tờ đi chợ cho người dân, phân chia theo ngày chẵn lẻ và tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân trong khu vực bị phong tỏa, cách ly mua lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Mặt khác, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không được phép hoạt động cho tới khi có thông báo mới. Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh ăn uống, chợ tạm, hàng rong. Tạm dừng các hoạt động xây dựng cơ bản trừ các hoạt động xây dựng phục vụ công tác phòng chống dịch. Đối với khu vực đang thu hoạch vụ mùa thì các địa phương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể hỗ trợ thu hoạch, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho tổ chức cá nhân. Ngày 29 tháng 8, Sở Y tế Đồng Nai cho biết, nhằm bóc tách nhanh chóng F0 ra khỏi cộng đồng, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện kế hoạch tầm soát diện rộng trên địa bàn. Sau hai vòng thực hiện xét nghiệm diện rộng tầm soát COVID-19, tính đến ngày 29 tháng 8, toàn tỉnh đã lấy hơn 1,3 triệu mẫu test nhanh, trong đó có 2.537 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã tiến hành lấy hơn 114.200 mẫu xét nghiệm gộp, phát hiện 17 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2, chiếm tỷ lệ 0,015%. Hiện tại, 11 huyện thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bắt đầu triển khai xét nghiệm đợt 3 bằng phương pháp RT-PCR. Đây được xem là đợt lấy mẫu quan trọng trước khi đánh giá và đưa ra phương hướng phòng chống dịch tiếp theo tại Đồng Nai. Đối với tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19, toàn tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất 4 đợt tiêm đầu tiên với hơn 422.000 liều. Địa phương đang tiếp tục triển khai đợt tiêm thứ 5 và 6 Cụ thể, đợt thứ 5 đã tiêm được hơn 141.000 liều, đạt 89,8% kế hoạch, và đợt thứ 6 đã tiêm hơn 205.000 liều, đạt 77,5% kế hoạch. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Ngọc Tam vừa ký công văn về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 tới 0 giờ ngày 10 tháng 9. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, hiện nay trên địa bàn tỉnh, số ca mắc mới có chiều hướng giảm nhưng qua xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn còn xuất hiện nhiều f cho cộng đồng và nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài còn cao để có thêm thời gian kiểm soát tiến tới ngăn chặn dập tắt hoàn toàn các ổ dịch trên địa bàn tỉnh tầm soát tất cả các f tách f không ra khỏi cộng đồng một cách triệt đề ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 cttg của thủ tướng chính phủ thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 30 tháng 8 tới 0 giờ ngày 10 tháng 9 theo đó ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện thành phố tập trung chỉ đạo và vận động nhân dân thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch theo đúng tinh thần đã chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Thực hiện tốt nghị quyết số 86 NQCP ngày 6 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19, khẩn trương triển khai xét nghiệm tầm soát F0 theo kế hoạch số 4940 KHUBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành địa phương của tỉnh thực hiện nghiêm nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn, phù hợp hơn theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Không lơ là chủ quan. Trước đó tại cuộc họp trực tuyến sáng ngày 29 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đánh giá, tỉnh Bến Tre là một trong 6 địa phương kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian vừa qua. Sáng ngày 30 tháng 8, Hà Nội ghi nhận 23 ca dương tính mới, trong đó có 5 ca tại cộng đồng, 18 ca đã được cách ly. Đáng chú ý, có 2 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc ho sốt, có 1 ca là nhân viên bán gạo tại quận Hoàng Mai. Phân bố theo quận huyện: Thanh Xuân 17 ca, Đống Đa 2 ca. Hoàng Mai 1 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Phú Xuyên 1 ca, Thanh Oai 1 ca. Phân bố theo chùm ca bệnh, chùm sàng lọc ho sốt 2 ca, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 21 ca. Phân bố 5 ca cộng đồng theo quận huyện, Hoàng Mai 1 ca, Phú Xuyên 1 ca, Thanh Xuân 3 ca. Phân bố 5 ca tại cộng đồng theo chùm, chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng 3 ca, chùm sàng lọc cộng đồng 2 ca. Mới đây, thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan chủ trì, phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, kiểm tra thực tế 4 lô hàng vi phạm nhập khẩu từ Nga về sân bay quốc tế Nội Bài ngày 17 và 24 tháng 8. Trên thông tin vận đơn và khai báo hải quan hàng hóa thể hiện là hàng gom, quà tặng, thiết bị rèn luyện thể chất, lọ hoa bằng thủy tinh, đầu đọc đĩa CD, khung tranh bằng gỗ, đèn trang trí, rèm. Tuy nhiên qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng hải quan xác định lô hàng có chứa nhiều hàng hóa vi phạm Kết quả khám xét thu giữ 180 bộ kit test nhanh COVID-19 và 330 hộp thuốc Abidol. Mặt hàng được quảng cáo trên thị trường là dùng trong điều trị COVID-19. Được biết, Abidol là thuốc kháng virus được sử dụng để điều trị bệnh cảm cúm ở Nga và Trung Quốc. Theo đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, mặt hàng thuốc và kit test nhanh COVID-19 là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện, phải được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu. Nhưng thời điểm kiểm tra, 4 lô hàng trên không có giấy phép theo quy định. Ngoài ra, trong 4 lô hàng vi phạm Lực lượng hải quan còn thu giữ 5.980 bao thuốc lá điện tử, nhãn hiệu hít và 60 chai rượu ngoại. Đây cũng là những mặt hàng nhập khẩu có điều kiện nhưng không được khai báo và có giấy phép liên quan theo quy định. Sau hơn một tháng thi công, bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19 tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị đi vào hoạt động. Để đảm bảo tiến độ, hàng trăm công nhân chia ca miệt mài làm việc 24 trên 24 giờ tại công trường xây dựng bệnh viện giã chiến điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ở ngõ 587 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Hiện tại các hạng mục đang dần hoàn thiện để đi vào sử dụng. Bệnh viện được chia thành 3 khu: khu hành chính, khu dinh dưỡng, nghỉ ngơi, xét nghiệm, test định kỳ, kho vật tư thiết bị y tế, khu dành cho bệnh nhân nặng. Đây sẽ là bệnh viện được xây dựng từ đầu theo tiêu chuẩn điều trị ICU, hồi sức tích cực, khu dinh dưỡng, xét nghiệm, điều trị riêng biệt nhằm đảm bảo vô trùng, kiểm soát nhiễm khuẩn, tránh lây nhiễm chéo cho bệnh viện. Đến nay, toàn bộ các đơn nguyên của dự án đã sẵn sàng để lắp đặt trang thiết bị y tế một số khu vực đã được lắp đặt đầy đủ trang thiết bị như hệ thống vách ngăn, hệ thống cung cấp oxy, camera theo dõi, máy thở, máy lọc không khí cùng nhiều loại máy móc khác. Các giường bệnh tiêu chuẩn đã được lắp đặt, đảm bảo các yêu cầu khắt khe theo quy định. Bệnh viện dự kiến huy động khoảng 1.000 nhân viên y tế, gồm 272 bác sĩ và 680 điều dưỡng để chữa trị các bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh viện đi đầu tại Việt Nam trong áp dụng hệ thống điều hòa không khí cho phòng điều trị bệnh nhân COVID-19. Theo đại diện chủ đầu tư, Giải pháp được áp dụng là thông gió một chiều để hạn chế phát tán virus và chống lây nhiễm chéo. Ngay đầu giường bệnh sẽ có hệ thống hút khí thải từ bệnh nhân, một màng lọc chuyên dụng được đặt tại lỗ hút khí để giữ lại virus và sau đó tiêu cực tím sẽ xử lý số virus này. Các con đường xung quanh bệnh viện đều được phân luồng sạch và không sạch, tương ứng với khu vực có nguy cơ cao và nguy cơ thấp hơn. Ngoài ra bệnh viện có vùng đệm gồm 69 nhà tắm khử khuẩn và nhiều không gian xanh. Những người ra vào khu điều trị cũng phải qua các bước khử khuẩn đúng quy định. Đến chiều 29 tháng 8 dự án đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng thi công. Dự kiến ngày 1 tháng 9, bệnh viện được khánh thành và sau đó 3 ngày sẽ bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 tại Hà Nội cùng 5 tỉnh lân cận. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Và quý vị hãy nhớ rằng, trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và Cơ quan Chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Để xây dựng và phát triển kênh, chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng. Hãy like, subscribe và bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức COVID-19 tiếp theo.